Bao lâu rồi? Dạ cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm nay luôn. Mời bạn nam. Wow. Em chào anh Tuấn Linh. Dạ, chào bạn. Dạ. Chào anh ơi. Dạ. Em chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Tiến Nam, năm nay 43 tuổi, hiện đang làm tại phòng đảm bảo chất lượng của Tổng công ty May Việt Tiến. Rồi, mời bạn ngồi. Bạn nam làm đảm bảo chất lượng 43 tuổi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên Nguyễn Thị Thanh Thủy, năm nay em 34 tuổi, em là nhân viên kế toán. Thủy ơi, mình có mối tình nào chưa? Lúc trước thì cũng có chị. Ở không bao lâu rồi? Dạ cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm nay luôn. Lý do tại sao vậy? Em cũng không biết nữa chị ơi. Hay là kém quá? Không có đâu anh ơi. Ở làm trong chỗ làm rồi không ai để ý mình hết hả? Trong cơ quan em thì người thì lớn tuổi hơn, người thì nhỏ tuổi hơn. Mà lớn tuổi hơn thì có gia đình hết rồi chị. Vậy mình có biết điểm mạnh, điểm yếu của mình không? Điểm mạnh của em là nấu ăn rất ngon. À, nấu ăn rất ngon, vậy là quá tốt rồi. Một người phụ nữ của gia đình rồi. Dạ. Rồi gì nữa? Em hát cũng được nữa chị. Hát được? Dạ. Rồi thấy hơi rung đúng không? Giờ mình hát một đoạn cho lấy tinh thần lại ha. Em hát một câu vọng cổ trong dòng sông quê em. Rồi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi. Thời gian ơi xin chờ nổi mong chờ. Em chỉ hát được cái đó thôi chị. Rồi. Dạ. Sao nãy giờ nghe ca giọng khổ thấy sao? Dạ nghe cũng ngọt lắm. Anh là người miền Bắc hả? Dạ em quê đâu? Quê thì ở Hà Nam, sinh ra lớn lên ở thành phố Hải Phòng. Chị bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh được 25 năm rồi. Ở với ai trong đây? Ở một mình trong này ạ. 43 tuổi mà ở một mình? Dạ. Chắc cũng khó khăn lắm đó chị. Mấy mối tình rồi? Khoảng chừng 4-5 mối tình. Nhưng mà chưa tìm được cái người kết tóc xe duyên hả? Dạ. Anh có biết lý do tại sao không? Trước đây thì em phải đi học nhiều, rồi đi công tác tỉnh nhiều. Thế rồi gặp những người hợp tuổi nhưng mà này không hợp tính, hợp thì thành thử ra là cũng khó. Thủy ơi, mình có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người sao không? Dạ em cũng không có đưa mẫu người đàn ông lý tưởng lắm chị, giống Nguyễn Linh được rồi chị. Tờ. Mày này đẹp trai hơn anh, khác cái mái tóc thôi. Để mái tóc lạ nha. Này mình để về ha, tự nhiên nó sụ xuống anh. Dạ, cũng có bút anh. Bút hả? Dạ. Thế tôi để cao cao chứ cho nó vuốt cao, tráng cao chứ. Dạ. Ha? Để cho nó thối cái không nào. Cho dạ. Nó cao chứ thôi. Dạ. Ha? Nói vậy cho đẹp, nó thông minh. Dạ. Rồi anh có thể nói chút xíu cụ thể cho bạn bên kia biết. Bây giờ cái nghề đảm bảo chất lượng là cái nghề như thế nào? Tức là nó liên quan đến chất lượng của cái ngành dệt may. Tức là kiểm tra tất cả quần áo, ai ra vô đều kiểm tra hết. Vâng, kiểm tra về chất lượng của sản phẩm thôi. À, sản phẩm chứ không phải kiểm tra cả người hả? Dạ vâng, đầu vào, đầu ra, rồi quá trình sản xuất. Bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm rồi. Vậy là khó tính lắm nè. Thành ra khó lấy vợ. Đàn ông mà khó tính quá cũng mệt lắm. Còn hơn phụ nữ càm ràm nữa. Không khó lắm đâu. Em thì hiền lành, vui vẻ, dễ hòa đồng. Vâng. Mình có cái biệt tài gì không? Để nấu ăn. Nấu ăn, biết nấu ăn nữa. Dạ. Bên kia nấu ăn ngon, nấu ăn ngon lắm được ha. Dạ, em biết nấu ăn từ 5-7 tuổi. Còn Thủy sao? Thủy nấu ăn ngon những cái món nào? Em nấu được nhiều món lắm chị. Mà em nấu ngon nhất là canh chua. Canh chua á chị. À, canh chua. Ha. Thường là mình nấu cho ai ăn? Dạ em nấu cho cả gia đình em ăn chị. Hồi nãy mình nói vậy thôi chứ mình cũng phải có cái chuẩn. Dạ. Ví dụ như ngoại hình, tính tình, vóc dáng. Chứ còn giống anh Nguyễn Linh khó lắm. Ngoại hình thì em muốn cao hơn em một cái đầu. Lẫn nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng luôn. Rồi, chị dạ. Hiểu. Không cần đẹp lắm chị, mà dễ nhìn là được rồi. Hiền, hòa đồng. Nghĩ em không có đẹp lắm nữa hả? Dạ. Giống anh Nguyễn Linh là được hả? Chào em. Dạ. Nghĩa là anh không có đẹp lắm đúng không? Anh xấu quá đúng không? Dạ không có anh. Đẹp không? Dạ đẹp. Bây giờ anh bên đây á, bên này hiền đó, đẹp trai cũng được lắm. Để coi coi gọi anh muốn vợ liền chưa? Không mấy tuần sau làm luôn đi. Bốn mấy tuổi không liền chứ làm gì nữa mà không liền. Muốn vợ lắm chưa? Dạ em muốn lắm. Dạ. Làm liền được không? Dạ được ạ. Anh chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ em chuẩn bị lâu rồi. Lâu có rồi. Có cái gì đó anh, được cái gì đó anh? Nhà thì em cũng xây được 15 năm rồi. Ủa, có nhà này hả? Dạ. Ở nhà chung với ai? Dạ em ở một mình ạ. Rồi hay quá. Nhà ở đâu anh? Nhà ở đâu anh? Có nhà riêng rồi. Ở đâu, ở đâu? Dạ ở gần ngã tư Hương Sương ạ. Ngay ngã tư Hương Sương? Được, gần chỗ em làm anh. Ủa vậy hả? Dạ em làm ngay ngã tư Bảy Hiền. Hay quá. Cô đã cũng vui lắm, lý lắc lắm á. Dạ. Vậy ổn định rồi. Dạ. Có nhà là ổn định rồi.
Vấn đề bây giờ anh muốn cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào nè? Hiền lành, vui vẻ, dễ thương, biết chăm lo cho công việc gia đình, thu thủy. Bên kia là có sẵn đó, nhìn thấy biết rồi. Nhưng mà cái gì không thích nhất ở người phụ nữ? Bảo thủ là một này, cảm nhận là hai này, không gọn gàng sạch sẽ là ba. Chết rồi, em càm rào rồi. Vâng, em chào chị Cát Tường. Vâng, chào anh. Em rất thích cái tính cách thẳng thắn mạnh mẽ mà rất là quyết đoán của chị. Dạ, cảm ơn anh. Quyết đoán tới giờ chưa có chồng. Anh có quan trọng chuyện tuổi tác không? Cũng là một phần, nhưng quan trọng là phù hợp với nhau là được. Nhưng mà khi tuổi tác phải hỏi bên kia kìa, bên đây người ta 43 ta lấy vợ trẻ 34 không có đâu. Phải có làm sao? Anh cũng rất là lịch lãm, đúng không? Đẹp trai chứ bộ. Thì đó, nhưng mà tại sao 43 tuổi chưa có vợ? Tại để cái mái tóc thấy ghét. Mình phải hỏi cho rõ cái nguyên nhân. Không như là anh kén chọn quá, hay là anh coi tuổi coi thầy, hay là anh có cái tiêu chí lựa vợ như thế nào mà 43 tuổi anh chưa có vợ, nên anh phải hỏi cho rõ. Chủ yếu là do là nhút nhát nhiều. Trước đây thì em phải đi học rồi đi công tác các tỉnh nhiều. Ít có điều kiện để quen với bạn gái. Rồi phòng của em đấy thì có 20 người thôi, nhưng mà chủ yếu là nam giới. Cái đó là do hoàn cảnh công việc cho nên là chưa lấy được vợ, chứ không phải là do mình kén chọn đặt ra tiêu chuẩn gì hết. Dạ vâng. Nếu bây giờ mà vén màn lên tâm sự 2 phút mà được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân được? Tháng nào ngày nào tốt thì mình làm luôn. Là cũng có coi tháng coi ngày tốt đúng dạ, không? Dạ. Tổ chức luôn á. Hôm nay chị đi có ai đi theo ủng hộ không Thủy? Dạ có chị. Đâu? Em đi với lại gia đình em, chị gái em với lại mấy đứa em. Chào chị ruột đúng không? Dạ chị ruột. Dạ em chào chị Cát Tường nha. Dạ. Chị sao mà để ra nông nổi 34 tuổi chưa có chồng vậy chị? Chị nó cũng ế không nữa. Dạ em xin lỗi chị. Chị lên đây luôn. Chị ở nhà có hối thúc dữ lắm chưa? Có ra tiêu chí gì không? Kén rễ không chị? Dạ không ạ. Thấy anh bên kia sao chị? Dạ thì thấy em cũng thấy được, cũng hiền lành. Có hỏi anh gì không? Như nãy giờ thấy tính tình hợp không? Dạ thấy cũng hợp. Ai được ha chị. Anh Nam có đi với người nhà không? Em sống trong đây một mình nên là không có gia đình ở xa quá. Hy vọng năm nay mình sẽ tìm được một người cùng đi chung với mình về Đà Nẵng về là Hải Phòng ha. Bây giờ mình cho hai người tâm sự với nhau đi anh rồi. Linh ơi. Kéo màn lên. Mình sẽ có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Anh có chút hàng tặng em. Dạ em có. Anh hôm nay rất là vui được tham gia chương trình, rất vui là được gặp em. Dạ. Em cũng rất vui khi gặp anh. Với kinh nghiệm gần 20 năm kiểm tra chất lượng thì anh nhìn sơ qua thấy chất lượng thế nào? Thường thì em chỉ giám định về chất lượng về sản phẩm thôi, chứ còn chưa có giám định về con người. Là anh coi cái váy sản phẩm nó tốt không? Dạ vâng. Sợ đâu sợ cái váy sợ sản phẩm. Em kiểm tra đi thử coi váy nó tốt không? Dạ vâng em nhìn anh được. Nhìn thôi hả? Nhìn vâng. Nhìn chỗ nào? Vâng, tầm nhìn xa là 10 km. 10 km. Vâng. Gió đông nam cấp 5 cấp 6 chưa? Đi hơi động ha. Dạ. Có gì thích chưa? Vâng, em thì em rất thích phụ nữ. Dạ. Bây giờ nói được nha. Dạ. Mai mốt về em có được nói câu đó nha. Dạ. Em thì em rất thích phụ nữ là vợ em. Đó là kinh nghiệm của anh Linh á. Dạ. Phải thọc hỏi theo như vậy. Dạ vâng. Mới là gia đình mới êm xuôi. Em quan niệm về hôn nhân sao? Theo em quan niệm về hôn nhân thì em muốn tìm một người chồng biết là chăm sóc gia đình, biết quan tâm, biết chia sẻ công việc với lại vợ. Biết lắng nghe nói, ví dụ như có chuyện gì thì về nói nhau để chia sẻ, chứ đừng có giấu trong lòng rồi giận cáo mà chém thớt. Ví dụ như có chuyện gì trong công ty không vừa ý mà về cứ lôi ra đình ra mà nói là em không thích vấn đề đó. Cái đó anh hoàn toàn là nhất trí cái quan điểm đó. Còn khi mà đã bước chân ra khỏi công ty rồi ấy, là không có làm việc ở công ty nữa, mà lúc đó chỉ có là làm việc công việc của gia đình, công việc của bản thân thôi. Em cũng quan niệm giống như vậy đó. Mà quan điểm của anh thế thì nói chung thì về cuộc sống gia đình đấy thì trước hết là phải có một cái sự đồng cảm, phải có sự chia sẻ giúp nhau cùng tiến bộ. Dạ đúng rồi. Anh không thích bảo thủ đâu. Dạ em cũng không thích vậy nữa. Em? Dạ. Em nghĩ sao vào con cái? Em thích có gia đình thì có con liền. Tại vì bây giờ cũng tuổi cũng đã lớn rồi, không có ngại vấn đề con cái. Em chăm sóc được. Dạ. Cái đó anh đồng ý, bởi vì anh nghĩ rằng là tuổi mình cũng lớn rồi. Dạ, đồng sớm ổn định gia đình và dạ. Sớm có con. Dạ. Mà quan điểm của anh thì cũng phải nuôi dạy cho con để trở thành một cái người tốt. Rất tốt, có ích cho xã hội. Rồi quản lý kinh tế tiền bạc ở nhà ai giữ? Em thì rất là dân chủ, ai mà quản lý giỏi thì người ấy sẽ là người nắm về kinh tế.
Em quản lý giỏi lắm đó anh. Thôi chúng ta hết thời gian. Quyết định xem mình có nắm bắt cái cơ hội này để tìm hiểu nhau hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chị nắm tay nhau cái đi. Đó, mình truyền cảm xúc qua tay nhau. Được rồi đó. Dạ. Sao anh? Chất lượng sao anh? Dạ, chung... dạ cũng được đấy. À, cũng được chị. Mình hôn cái... Thôi anh. Dạ. Hôn đi. Không hôn thua qua tôi hôn à. Dạ. Hôn cái hôn đầu tiên coi như dạ, thế nào? Mình tôn trọng ý kiến này. Con không gái thì sao đâu. Mạnh mẽ lên anh. Thế em muốn hôn chỗ nào? Rồi. Thay mặt chương trình tặng hai anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược dạ, Relax. Đây là những chiếc vé xem phim. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thời gian để xem phim bên nhau dạ. Để trao đổi những câu chuyện hiểu nhau nhiều hơn dạ, và chúng ta hãy nghe nhạc bằng cặp loa sau mắt i5. Dạ. Gửi tặng cho anh chị. Dạ vâng. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Em cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình. Vâng. Anh hãy nắm tay chị ấy dẫn đi xem phim nào. Em không thích bạn gái để tóc quá dài. Ừ. Tại sao? Đối với bạn đó thì nó cực khổ trong vấn đề gội đầu là thế nhá. Một chút e thẹn, một chút ngượng ngùng, một chút yêu đương. Linh nghĩ rằng là cặp đôi này sẽ có những bước tiến rất dài trong tình yêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Màng. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh còn toàn thể khán giả ở đây ạ. Em chào tên Phạm Thị Mai Trinh, hiện nay em 24 tuổi, quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh ạ. Xin mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào bạn gái với nó. Em tên là Nhật Tín, hiện đang làm kế toán của công ty Mobifone khu vực 8 ạ. Dạ năm nay em 25 tuổi rồi. Nhưng mà trai làm kế toán tính toán dữ lắm á, là ế nè đúng không? Dạ không, công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống. Về nhà có tính với vợ con không? Dạ không. Mấy mối tình rồi? Chính thức thì là một mối tình. Còn dạ. Không chính thức? Chắc 3-4 gì đó. Ủa không chính thức là sao? Là chính thức là sao? Không chính thức là có nghĩa là em thích người ta rồi em có tỏ tình. Nhưng mà đa số em nhận được câu trả lời là chúng ta chỉ là bạn. Và cái mối tình chính thức đó kéo dài bao lâu? Cũng được hơn 1 năm. Có lẽ bạn đó không còn tình cảm nữa và bạn đó nói lời chia tay em. Mình còn yêu bạn đó không? Lúc mới chia tay thì nó cũng rất là đau khổ nhưng mà thời gian lâu rồi cũng qua đi. Đó, sơ yếu lý lịch bên đây là vậy đó. Còn mình thì sao? Mình được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức một mối tình ạ. Rồi có cái nào không chính thức chống minh bển không? Dạ không ạ. Một cái duy nhất thôi. Dạ. Ngày hôm nay mình kỳ vọng điều gì? Mình mong muốn người đàn ông của mình là người như thế nào? Dạ em mong muốn là anh đó vui vẻ, có tính hài hước, lễ phép, cao từ 1m7 trở lên ạ. Cao 1m7 trở lên. Tại em cao 1m6 rồi. Bên kia cao nhiêu? 1m9. Cao bao nhiêu? 1m9. Vậy em mang đôi giày 2 tấc thôi anh. Không, 1m9 cộng luôn tôi á. Gái ơi. Dạ. Bạn trai bên đây muốn hỏi vài điều nè. Dạ anh hỏi đi anh. Nãy giờ em nói thì anh thấy là anh cũng khá là ok đó. Vui vẻ nè, hài hước nè. Mà có điều là ý là trước đám đông thì anh hơi nhút nhát, thiếu tự tin. Và... anh có tự tin trước em không anh? Đặc biệt chứ con gái em không có quen thì anh khó nói chuyện lắm, rất là rụt rè. Tí xíu nữa mở màn lên anh có chuyện nói chuyện với em không? Có. Vậy là bây giờ quen rồi đúng không? anh có biết chơi thể thao không? Anh biết quýnh cầu lông, biết bơi lội. Em không biết bơi, anh dạy em bơi nha. Chắc chắn luôn. Em có biết hát không? Dạ có chút à. Anh là anh thích hát lắm á, anh cũng hay đi hát nữa. Dạ em bao sân khấu luôn anh. Dạ anh hát tặng em trước một bài nha. Dạ em mời ạ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Nếu thích em thì anh hãy nói quá ai nhỉ. Anh yêu em sao lại không nói ra hơi chàng. Đã thích em thì anh hãy nói qua ai đi. Lòng này đã ngóng trông từ lâu.
Em thấy là xong ca là ổn rồi em. Xong ca ổn đó. Dễ thương. Bên Lương Bích Hữu, bên Ngô Chấn Huy. Bây giờ mình nói luôn, mình không thích cái gì ở người bạn gái để bên kia rút kinh nghiệm. Em không thích bạn gái để tóc quá dài. Ừ. Tại sao? Đối với bạn đó thì nó cực khổ trong vấn đề gội đầu là thế nhất. Vậy? Con gái tiết kiệm xà bông. Lần đầu tiên tôi mới nghe người con trai mà không thích gái tóc quá dài. Tóc của người ta gội, chứ có bắt mấy người gội đâu. Tự nhiên mất công bạn gái gội đầu, tội nghiệp. Tội nghiệp cho bạn gái. Cực khổ với lại sợ tốn dầu. Nếu mà cực khổ thì bây giờ là công việc nhà người ta làm sao em không thấy cực khổ? Có về làm phụ việc nhà với bạn gái không? Có chị, em đang sống một mình thì ngày nào em đi chợ và nấu ăn. Biết rồi, có nấu ăn cho bạn gái không? Có luôn. Rồi, lau nhà, quét nhà. Làm được hết. Rồi em cứ việc làm cái việc đó đi, bạn gái người ta chỉ việc đi gội đầu thôi. Rất là chiều chuộng bạn gái. Nhớ nha. Nhớ. Trời. Bạn gái bên này tóc dài qua mông. Hứa không bao giờ em gội đầu giùm. Dạ. Có cái điều gì không thích nữa không? Đi chơi nhiều với đi chơi về quá khuya. Em ở với chị trước 10 giờ là em phải về rồi. Dậy sớm quá. Không thích đi chơi quá khuya. Người ta 10 giờ về thì nó sớm không quá. Phải. Đi chơi với em thì nó khác. Còn ví dụ ngoài em ra thì nó... đi với người khác thì 10 giờ về thì được. Dạ. Đi chơi với em thì 10 giờ sáng hôm sau về được. Rồi cái đó thì khó. Ai khó? Khó cho ai? Khó cho bạn đó. Đối với em là dễ lắm đúng không? Dạ em con trai mà. Thì cho bạn đó thôi chứ. Rồi đi tới 10 giờ sáng hôm sau là đi đâu? À, lòng vòng hoặc là đi chơi xa thì ví dụ tối mình xuất phát thì tới sáng sau đi tới đó ngắm bình minh hay gì đó xong rồi đi về. Coi như suốt đêm là trên xe. À dạ. Lãng mạn quá ha. Dạ. Nói ông nhớ nha ông. Dạ, dạ nhớ. À, ông đừng lẻo cái miệng rồi ông nói ông ghé đầu chết tôi nha. Chuyện này khác rồi. Trời ơi, chấp chấp bắt cho em đi. Bia cho em hả? Dạ. Em có gì để bia em nói đi chị bia cho. Muốn bia phải có cái điểm gì mà nó mình có mà các đối phương khác không có. Mình mới loại trừ những tình địch xung quanh. Dạ tôi rồi chị. Hả? Dạ không có gì ạ. Chặt chém quá. Không có gì để bia. Rồi rồi. Phải không? Hồi tí để em tự bia. Dạ. Khi hai ta chung một đường. Hai ta là đây đó, nhìn tôi chi ông. Sao chạy được không chị? Mày mới là khó mà. Hả? Khó quá trời đi lên. Anh qua anh coi được, anh tự PR cho em luôn. Em cảm ơn. Dạ em chào anh Linh ạ. Trời ơi dễ thương quá. Dạ. Chào bạn. Dạ em chào anh. Quê bạn đâu? Em ở Trảng Bàng. Trảng Bàng Tây Ninh. Dạ. Muối. Bánh canh. Bánh anh. Canh. Rồi cao su. Dạ đúng rồi ạ. Củ mì nữa. Củ mì nữa ngon. Thì rủ rồi quen bạn này rồi xa quá hay sao? Ở trong bàn gần mà anh bắt quá ba em bắt rễ. Bắt rễ hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Ở nhà em có hai chị em gái thôi. Giờ chị có chồng chưa? Dạ chị em cũng ế giống như em nè. Em mở đường đi trước. Đi trước tới chị đi sau à? Dạ chị cất bước theo sau ạ. Có duyên lắm à. Cặp này lanh lắm. Trời ơi. Được á. Bạn này có duyên lắm. Hôm nay đi có chị theo ủng hộ không? Dạ em có bạn thân của em. Bạn em Việt là em Việt luôn chị. Chào em. Em là bạn thân của Trinh từ lúc mới đẻ ra đến bây giờ. Mới đẻ là bạn thân luôn tới giờ hả? Dạ. Em thấy cái bên kia có cái gì để mình bia không? Ngoại hình cũng được, cũng tình cũng vui vẻ, dễ thương. Thầy... Theo bạn gì không? Dạ. Dạ, em không dám. Tại sau này có gì bất công Trinh đổ lỗi cho em. Trời ơi, đất ơi. Chị đưa qua cho tôi là đổi mấy mốt có chuyện gì đổ lỗi cho tôi hả? Dạ. Trời, em... Nhát quá rồi, nhát luôn. Em có đi với ai không? Dạ em có đi với sếp và đồng nghiệp trong phòng của em ạ. Rồi sếp, mời sếp. Thực ra thì Tín vẫn chưa nói hết những cái ưu điểm của mình lắm đâu. Cái tính mà về kế toán á, thì không ảnh hưởng vào cuộc sống của Tín. Chị thấy hai em là cũng hợp nhau đó. Tính cách nè, thấy cũng dễ thương như nhau. Nếu như em là quê ở Trảng Bàng Tây Ninh á, thì có lẽ chị sẽ phải điều chỉnh một chút cái địa bàn quản lý của Tín. Tại vì chị quản lý tới 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ lận. Chị sẽ chuyển Tín về Tây Ninh. Hay trời quá. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Quá trời hay luôn. Vâng, cảm ơn chị. Sếp nói câu PR còn hơn Cát Tường nữa. Dạ em cảm ơn chị ạ. Em phải kêu cảm ơn sếp nha. Dạ em cảm ơn sếp ạ. Thôi cho dạ, hai người gặp nhau đi. Kéo màn lên. Đáng nha, bạn kia dễ thương lắm á. Bạn trai bên đây cũng mặn mà lắm á. Được lắm á. Dạ em chào anh ạ. 2 phút bia bắt đầu. Có món quà đến tặng. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh nhìn em thì cái ấn tượng đầu tiên của anh sao? Có cảm tình hay không? Kết rồi á. Kết rồi. Còn em thì sao? Thấy anh cũng có duyên. Anh tính có biết hút thuốc không? À không, anh không có hút thuốc. Tại vì công việc của em á, em làm sale. Ví dụ như em nói chuyện khách hàng ngọt hơn anh thì sao? Anh có ghen không? Cái đó công việc của em thì cái đó anh không ghen rồi. Dạ.
Không thiệt chị. Tại sao ngọt với khách hàng hơn ngọt với chồng là sao? Tại vì khách hàng nó mới là cơm áo gạo tiền. Chồng không phải cơm áo gạo tiền hả? Có sẵn rồi, anh nó đã tự nguyện rồi. Thôi thôi, mình phải biết cân đối, ngọt khách hàng bao nhiêu thì cũng phải ngọt với chồng bấy nhiêu, nghe không? Cái này coi lại chút xíu thôi, chỗ đó thôi, góp ý tí thôi rồi nói tiếp đi. Ví dụ như lúc mà anh làm em buồn, em khóc đi, thì lúc đó anh sẽ ứng xử như thế nào? Anh sẽ ở bên cạnh em. Thì chờ em khóc xong thì anh mới nói ra. Sao không dỗ em đến mà chờ em? Em thích là anh sẽ ôm từ phía sau lưng em và anh nói là em đến đi, có anh ở đây rồi. Điều này anh sẽ ghi nhận anh cũng. Anh có muốn hỏi gì về em không? Hiện giờ thì em đang làm việc em, ở đây không? Em đang làm ở Tân Bình. Anh thì ở Bình Thạnh. Em muốn người đưa rước thì anh ở Bình Thạnh có chịu khó xuống quận 12 chở em lên Tân Bình đi làm không? Như vậy thì em phải chấp nhận đi làm sớm. Ok luôn. Vì vậy thì anh ok, anh không có ngại. Thôi chị đứng chề môi. Em hứa là em làm mà. Đánh lòng. Đánh lòng cho đôi trẻ. Sao vậy chị? Hoang tưởng tình yêu. Chị cho em xin một tí ảo tưởng tí xíu đi chị. Đường tuần. Tại sao tin người ta? Người ta nói thật mà tại sao không tin? Em làm đây. Phụ nữ này khó chịu ghê. Đường tuần. Không có, em dễ tính lắm anh. Em đi làm em sẽ chụp hình gửi lại cho chị xem. Đúng rồi. Tuần được lần tháng. Dạ một ngày chụp gửi 1 tấm. Tôi ngồi đây nha, tôi dạ. Sống dai lắm à. Rồi nhớ nha. Dạ. Nhớ nói chuyện tình yêu trước đi. Ấn nút nha. Chơi em ngồi ghế đó mà nói câu đó dễ sợ. Chơi mà chơi năn nỉ. Phải năn nỉ chứ, kết em rồi mà. Tỏ tình với ta anh, đi. Anh phải thể hiện như thế nào đúng để rồi. Em mới bấm nút được chứ. Anh cứ nói khơi khơi bấm nút không mà làm sao em bấm được đúng không? Được. Anh nói rồi bây giờ. Đối thủ rồi đó, cố lên. Hồi nãy em nói là em thẳng thắn đúng không? Giờ em muốn anh làm gì em nói đi. Quỳ xuống cầu hôn. Không cần tới mức như thế đâu chị. Cái đó chị muốn mà. Vậy thôi anh làm theo chị Cát Tường đi. Nhưng mà không phải cầu hôn là tỏ tình đi. Tới luôn, làm luôn. À, anh muốn nghe. Dạ. Lâu lâu nói đàng hoàng, trời ơi dạ. Nhanh vậy dạ. Sợ có chừng dưới kèo nha. Làm lại cho mình trên kèo với. Thôi dưới được không sao đâu anh. Thôi. Thôi bà lên đầu trường sinh bất lão. Nãy ông ở đây em lành lắm giờ cũng đối hết rồi. Bây giờ được thì chừng nào đám cưới. Muốn cưới thế nào em cưới thế đó luôn. Chỉ cần anh nhậu giỏi thôi, về nhậu với ba em là cỡ nào ba em cũng gả hết á. Uống rượu nha, không phải uống bia. Uống rượu được. Anh trước giờ anh cảm giác là anh không có say. Cái là chị nhức đầu sao ngủ thôi. À vậy là level anh cũng cao lắm ra đó. Đường kiếm đại ông nào dân bậm nhậu kìa. Lên đây kiếm bạn trai kiếm chồng chi trời. Cái đó là gả cho ba chứ đâu phải gả chị đó cho. Chị không, cũng ngồi trả lời nãy giờ nữa. À anh lên nhắc em, tiền anh có chưa mà đòi cưới? Có rồi, anh chuẩn bị rồi. Anh đi làm cũng được 3 năm rồi thì cũng tích góp được rồi. Cũng được mấy triệu rồi đó. Hết giờ. Sau một thời gian tìm hiểu, thấm thoát đã 2 phút trôi qua. 1 2 3 hết thời gian. Lành quá, cô cũng lành, cậu cũng lành nữa. Hôm nay cậu nhường cô đó nha. Nắm tay nhau cái đi. Hợp đó nha. Dạ giống số 10 á anh. Đẹp không sếp? Đẹp mà. Cảm nhận sao bạn trai? Thấy vui em. Vui ha. Dạ, em vẫn thấy run. Điện thoại báo cho ba liền nha. Dạ. Thấy run là có yêu rồi đấy. Thay mặt chương trình tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em cảm ơn ạ. Một cặp loa sau mắt i5 gửi tặng hai bạn để nghe nhạc. Những chiếc vé xem phim rất là lãng mạn. Chúc hai bạn sẽ có không gian riêng. Rồi mỗi ngày đưa đón quận 12 gì đó là chụp hình đưa tôi nha. Dạ. Dạ em cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn chương trình ạ. Rồi vậy. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Của em thì em rất thích ca hát. Vì cuộc đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, tử công gia chánh thì em cũng khá khá. Dạ. Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Xin mời nhà gái.
Chào cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và tất cả các quý vị khán giả trên trường quay. Em tên là Trần Thị Oanh, em sinh năm 1988, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Em đang làm việc tại Hồ Chí Minh trong công ty Thế Giới Kim Cương, chuyên về và trang sức và kim cương. Mời bạn trai. Em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, các bạn trong trường quay và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi bên kia. Mình xin giới thiệu mình là Phạm Anh Quốc, đến từ Quảng Nam và hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của mình thì nằm ở Bình Dương nhưng mà công trình thì mình đang làm ở quận 9. À, làm bên nhân viên kỹ thuật điện. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì em rất thích ca hát, tính cách nhiệt tình, năng nổ, chân thật. Rồi, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em giao tiếp rất là yếu, ít nói. Ít nói em hả? Chỉ làm thôi. Bây giờ bạn mình giới thiệu về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em có gương mặt rất là trẻ so với cái lứa so với tuổi của em. Thì thường mọi người nhìn vào là tưởng em là tầm khoảng chừng sinh năm 2000 hoặc là năm 95 thôi. Dạ. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, nói chung là những cái công việc nữ công gia chánh thì em cũng khá. Dạ. Còn về điểm yếu của em thì em cũng có một xíu nóng tính ở trong đó. Nhưng mà nếu mà bạn trai bên kia đó thấy em mà đang nóng tính mà bạn chiều em hay là dỗ ngọt em gì đó thì em rất là thích. Em nguội liền luôn. Dạ đúng rồi, em sẽ nguội liền. Rồi bạn nam ơi, bạn có chiều được không? Dạ em cũng đang lắng nghe bạn nữ bên kia nói và em nghĩ là em sẽ có cách. Em làm cách nào vậy em trai? Có thể là mình sẽ chịu đựng đi. Đầu tiên là mình chịu đựng cái tính nóng đó trước. Để cho nó qua cơn nóng rồi thì ok, khi lúc nào bình tĩnh thì mình hãy nói về vấn đề đó. Sao em không sử dụng cái sở đoản của em là em hát hay vô. Trời em ơi, lúc ta nóng mà hát thì mình đập bể cái đàn luôn á. Đập vỡ cái đàn. Vậy em có muốn hát bây giờ cho bạn gái hết hồn không? Dạ. Nếu được thì có cơ hội thì em cũng xin được hát một ca khúc. Rồi cho cơ hội liền. Bắt đầu. Tôi yêu em và em yêu tôi. Trong bao la có khoảng trời riêng. Tôi dãi nắng dầm mưa và em thấy thế mà thương. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Xa quê hương rồi em ra đi, mang trên vai áo gấm ngựa xe. Em tắm trắng màu da, vội quên đi mái lá lều tranh. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Lặng lội sâu để được gì? Vì sao, vì sao, vì sao? Có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Được rồi. Hay quá. Bây giờ bài làm rất là hay đó. Và em hát rất là cảm xúc luôn. Cảm ơn em về những giai điệu vừa rồi của nhạc sĩ Bố Quốc Việt. Dạ, thì nói chung là giọng bạn hát cũng, nói lớn lên cho bạn cũng rất là hay. Với dạ lại là trong cái bài hát em cảm giác giống như là bạn cũng truyền được cái tình cảm của mình vô lời bài hát. Rồi với cái cách đánh đàn của bạn thì cũng em thấy là khá là điêu luyện. Dạ. Rồi. Vậy là mỗi lần mà cô gái mà nóng lên á,
Mỗi lần mà bạn gái em hay là vợ tương lai em nóng lên á là em cứ cầm đàn lên: bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Dạ. Nhớ bài này nha. Dạ. Nếu mà bạn đờn hay mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng? Dạ không, em trước giờ chỉ có hai mối tình. Em nói luôn đi. Dạ, mối tình thứ nhất thì cũng cách đây 10 năm, còn mối tình thứ hai thì cách đây cũng 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Có thể là lúc đó em đang còn trẻ người non dạ. Cái tính cách mình nó cũng có lúc bồng bột, có những suy nghĩ nó chưa tới để mà suy nghĩ thấu đáo cho người phụ nữ của mình. Đó. Thì em nghĩ đó là lý do chính nhất. Em nhận ra điều đó rất là tốt. Để chi? Để mối tình tiếp đây mình không có gọi là trở lại những cái điều mà gọi khiếm khuyết đó nữa. Rồi, mời nhà gái. Mình dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em tổng cộng có 3 mối tình ạ. Nói chung là cả 3 mối tình thì không có cái duyên với nhau, cho nên là tới thời điểm này thì em chia tay. Mình phải biết lý do tại sao mà mình lại không có duyên dạ. Để chia tay như vậy. Em ví dụ giống như là một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Một bạn năm đầu tiên, tính của bạn đó cũng cẩn thận, cũng kỹ tính, nhưng mà cũng khá là gia trưởng. Cái một hôm là rủ em về nhà chơi, xong rồi bạn ăn dưa hấu mà nuốt hộp vào trong. Rồi cái xong rồi tới chừng mà đi chơi với em á, là đi chơi Thảo với Cầm Viên, thì em thấy bạn lại nhả dưa hấu ra. Cái cho nên là em cảm giác em không có thích lắm. Thì cho nên là đó, cái đó là cũng là một nguyên nhân thôi. Có nghĩa là lúc ăn ở nhà ăn cả hộp? Dạ đúng rồi. Rồi lúc đi với em thì nhả hộp? Dạ. Nó cũng là một cái chi tiết mà không phải là ai cũng để ý nha. Dạ. Như vậy là bạn nam có cảm thấy là bạn nữ là hơi bị kỹ đó nghe, tức là để ý những cái rất là nhỏ. Vâng, vì em trai Vân, em phải qua cho bên đàn gái biết rằng á là sao phải qua Vân dặn. Sao dặn gì? Ăn dưa hấu không làm nhờ. Ơn nuốt hộp luôn đi nghe. Đi chơi với người ta nhai nuốt luôn đi, đừng có phun ra nơi công cộng nghe chưa. Ai mà phun kỳ lạ vậy? Dạ, bạn thấy sao? Bạn thấy sao? Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Cái tính em nó cũng có như vậy. Ồ, chỉ là có cái để ý những việc như vậy. Và chứ em luôn tránh những việc như đó. Như, như vậy trong tưởng trong em có tính ăn dưa hấu phun hột. Không, nói chung thì mình cái gì mình phải tế nhị. Em nói cho bà mối biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình một cái mẫu hình lý tưởng thế nào. Dạ chị. Chị Vân xinh đẹp đang đứng kế bên em. Người phụ nữ của em thì em không có gì nhiều đâu. Cần thấu hiểu vì cuộc sống mà, phải cần sự chia sẻ nhiều. Ừ, vì sao? Rạn nứt mâu thuẫn gia đình từ những cái mâu thuẫn nhỏ. Từ cái nhỏ đó, dạ, đúng không? Nó sẽ phát sinh. Em quan niệm, em tình cảm phải rõ ràng. Rồi bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Bạn gái của em thì có nét đẹp của mẹ nhưng mà tính cách của ba. Trời ơi khó. Đây em đâu mẹ em sao cho khó dữ à. Có hình mẹ luôn. Dạ có hình mẹ. Rồi chị coi khó coi. Lắm. Mẹ là mặc áo màu đỏ đó phải dạ, không? Dạ giống áo màu chị. Chị thấy là mẹ của bạn này, chị với mẹ của bạn này giống nhau nè. Ông coi coi phải không? Tôi với chị giống nhau á. Trời ơi sao giống dữ vậy? Giờ cái áo không áo đỏ rồi đó. Áo đỏ không là tôi thấy giống rồi đó. Tại tôi chưa đeo kiếm thôi. Để em coi qua. Chào em gái. Dạ em chào anh Huyền Linh. À xinh ha. Nói chung là mẹ của bạn Phúc Hậu. Dạ. Nhưng mà thật sự á, những cái người đi tìm mà để giống mẹ mình, giống ba mình nó khó lắm. Bởi vì mình ba mẹ mình là một trong những cái điều cũng khó so sánh với ai cả. Dạ. Mà đi tìm cái mẫu hình đó rất là khó luôn. Nó xuống mức bước đi. Dạ. Nha, theo anh nghĩ như thế. Dạ. Rồi nó giống được cái gì giống thôi. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? À dạ, mẫu hình lý tưởng của em mong muốn là bạn trai là không có gia trưởng, không lăng nhăng, biết yêu thương gia đình của mình. Cái hình mẫu lý tưởng của em về mặt ngoại hình á, nhân dáng á. Dạ, em hướng tới là cao hơn em là tầm khoảng chừng 1m68 trở lên. Rồi. Tướng người, dáng người thì ưa nhìn, không có mập quá mà cũng không có gầy quá. Ưa nhìn mà không biết sao ưa nhìn. Ưa nhìn với người khác nhưng đôi khi mình không ưa nhìn thì sao? Thôi để chút nhìn nhau còn có ưa hay không. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Anh gái đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi. Mời đại diện đàn gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào gia đình nhà trai và anh chị trong trường quay. Thì em làm việc với lại Oanh cũng nhiều năm rồi, thì nhận xét Oanh trước ha. Oanh là một cô bé rất là dễ thương, tính tình hiền, thẳng thắn. Còn thế anh trai sao? Về bạn trai bên đây thì
ngoại hình á thì để Oanh cảm nhận ha, em không nói trước. Còn về tính tình á thì em thấy bạn bên đây là dân kỹ thuật, thì thường thường dân kỹ thuật thì em thấy là rất là thẳng thắn nè, rồi không có lăng nhăng, nhìn là thấy là không lăng nhăng rồi đó. Rồi người có trách nhiệm với gia đình, thì em thấy Oanh cũng đưa ra một số cái yêu cầu về gia đình á, thì em nghĩ là bạn trai bên đây có thể đáp ứng được. Hai bạn á thì cũng đã đăng ký chương trình rất là lâu rồi, cũng độc thân cũng khá lâu rồi, cho nên là hôm nay mình có cơ hội được gặp nhau ở trên này cũng không phải là dễ, cho nên là hai bạn nên cho nhau một cơ hội mình tìm hiểu xem như thế nào. Dạ, em xin hết. Dạ. Cảm ơn bên nhà gái. Trai đi với ai? Dạ, em hôm nay em đi với ba của em. À, có ba ha. Dạ. Chào, con chào bác. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Và xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Tôi là ba của ông Quốc. Nói chung về cháu gái á, thì mới lúc đầu tôi nhìn ra thì nói chung là còn nhỏ nhắn, xinh xắn cũng được. Nói chung là đạt làm dâu đối với nhà tôi. Đấy hay không thì do hai đứa nó thôi, chứ mình cũng không có ép buộc được. Là xin hết. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ chúng ta đã được hai bên góp ý rồi. Bây giờ mở rào rồi hai bên tự trò chuyện coi xem như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Chào anh. Dạ, chào anh. Năm nay em đang cũng không có gì nhiều, có hoa thì phải có rồi. Dạ. Em là cuốn sách tấm lòng của anh. Dạ. Trong thì anh rất thích đọc sách. Dạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh đợi em xíu nha. Người ta thường nói là mình phải kính lão đắc thọ. Hôm nay là hai ta có mặt tại chương trình này là cũng nhờ có ông Tơ bà Nguyệt. Thì em có một món quà nhỏ gửi cho ông Tơ với bà Nguyệt trước. Anh cầm giúp em nha. Dạ. Dạ, em gửi cho ông Tơ ạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, có đồ ăn ngon rồi. Trời ơi, hôm nay quà cáp giờ có cơm nguội nó ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn cưng. Tặng chị ạ. Dạ. Ngoài ra là em cũng có một món quà nhỏ dành tặng anh. Trong đây thì cũng có một cái album để cho nếu mà hai ta mà đến được với nhau á, em hy vọng sẽ tương lai là chúng ta sẽ có một số tấm hình á để chụp kỷ niệm và lưu vào cái cuốn album này. Thì cái cuốn album này nó mỏng, nó không được dày. Thì em hy vọng là sau khi mà hết cuốn album này á, thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái album mới á, đó là album cưới. Anh hiểu. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ, em gửi anh. Ý nghĩa quá. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Thì nói chung là em thấy anh là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thì nói chung là anh cũng khá. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh cảm giác thật sự là khi gặp em thì anh cảm nhận được rất là nhiều điều từ em. Nó giống như là cái hình mẫu của anh nè. Anh nghĩ đến. Dạ. Rồi không vậy từ trời. Cái cách mà em trao cái cuốn album, cuốn quà đó. Tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều. Em là một người phụ nữ, anh cảm nhận sâu sắc rất là. Dạ, anh cho em hỏi thăm là anh có vũ phu không? Không, người với người mà dùng bạo lực là bất lực rồi. Ừ. Anh có hay đi công tác không ạ? Anh chỉ xin làm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ở trong từ khi vào công ty giờ anh không có đi xin đi xa. Dạ. À. Thường là cuối tuần là bên anh là có thời gian hay không? Thường bên em là em nghỉ được 2 ngày cuối tuần. Và những buổi tối khi mà đi làm về thì sau 6 giờ chiều thì em cũng có thời gian. Thì không biết trong cái khoảng thời gian anh sắp xếp khoảng thời gian nào mà data có khả năng là công việc của anh thì để có thể có một cuộc hẹn rõ ràng với em thì anh sẽ sắp xếp được. Dạ. Nói chung là anh cũng khá là giỏi, nhất là trong cái khoảng mà đàn hát rồi đó. Thì em chỉ đang phân vân cái việc mà anh đàn hát khá giỏi như vậy á, thì không biết ở ngoài á, là mặc dù anh nói là anh có 2 mối tình thôi, nhưng mà em sợ nhiều lúc là có nhiều mối tình khác nữa. Em biết đặc biệt là anh là okay, đi công trình này kia nữa thì cũng có khả năng cũng có chứ là không. Thứ nhất anh sẽ nói cho mẹ, nếu như anh đàn giỏi thật sự, cái vấn đề đó là do ở mỗi người. Cái đó là chỉ là cái nghệ thuật. Trong tình yêu và trong gia đình phải có niềm tin nha. Phải có niềm tin. Đừng có để những cái thứ khác nó đánh lừa mình. Đừng có để nó đánh lừa cái niềm tin của em về tình yêu đối với anh. Những cái đàn hát đó là những cái thú vui của anh thôi. Không phải ai đàn hay hát hay cũng nhiều bồ đâu. Tùy theo cái cách của mỗi người thôi. Không lo điều đó, quan trọng ta tin nhau. Bạn trai nói đúng đó. Anh cho em hỏi thăm về cái... Em cứ hút mắt, cứ hỏi, cứ hỏi. Nếu mà trong khoảng thời gian tới á, anh sẽ định hướng như thế nào trong khi mà mình quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được? Nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái phía sau đó nó
nó sẽ ngắn thôi. Mới làm luôn. Anh nói thẳng, anh nói là nói thẳng. Chúng ta đến đây rồi là không có cái gì để mà phải do dự nữa. Đó. Đúng. Bây giờ đàn trai người ta nói rõ ràng, người ta lật bài ngửa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi. Rồi. Dạ. Rồi. Đúng. Tiến hành bấm em nút thích nút thì em cứ bấm đi. Nút. Bên tay trái. Thôi, ở đây. Trời ơi, hư nút tan rồi. Kệ nó, mới đầu thôi đó. Rồi, bấm luôn. Hỏi cửa. Rồi, ông bấm thêm cái nữa bể luôn rồi. Được rồi. Hay gì đó. Biết là bấm luôn, bấm banh cái nút luôn. Lần đầu tiên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò bị sự cố về bấm nút. Người bấm đã làm bể luôn cái nút rồi. Sao? Thấy chưa? Chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi. Bấm mà quyết liệt lắm. Vô luôn. Anh thấy em rung, anh mới chủ động đưa tay ra cho em. Dạ, vậy thì em cho anh nắm. Ok, không được không? Được đúng không? Tùy. Rồi, bấm nút vì trái tim. Hãy đến nhau bằng trái tim và sự chân thành. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chị Hồng. Em có một đại đổi hôn nhân với chị, anh em ly hôn nay 10 năm rồi. Dạ, em cũng tình một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm, nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá, tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy, dưng nghe lời em được. Trời ơi, phụ nữ vậy. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp. Em sinh năm 87. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang học spa chị. Rồi, mời bên đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào quý vị khán giả. Tôi tên tôi giới thiệu tôi tên Trần Văn Điệp, năm 1976, 44 tuổi, quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trắng Bạc anh. Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng, các bạn làm bên kỹ thuật sắt anh, gia công và lắp ráp luôn. Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi. Em nói về điểm mạnh đi, điểm yếu của mình đi Hằng. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu của em là em nóng tính. Nói chung là em nhút nhát trước đám đông. Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Mà dạ. Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đập đồ luôn. Trời ơi, bữa anh ta làm sắt đó, không biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Nghe thấy sao Điệp? Không, anh cũng bình thường thôi. Sắc em còn sợ luôn, chỉ đập điện thoại đúng không? Dạ. Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dày lúc khác. Đúng chứ rồi. Đâu bao giờ bình thẳng hết được anh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ, em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Bây giờ hát ca cổ cho nó vui coi nào. Đúng rồi, hát đi, hát lên bài đi coi.
Bây giờ cổ để hồi mình hát. Bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lý tre lan hàng dừa rậm bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Hát hay quá. Hát nữa đi, hát nữa hay, hát hay quá. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa. Đường qua trùng cánh có người bạn qua, tùa về tùa hiểu ta lưa thiệt. Wow. Wow. Hay à nha. Rất là ngọt luôn ha. Em nghe bài hát này em thấy sao nè? Em thấy ấm, em thấy ấm. Ấm ha, giọng hay không? Ngon, hay. Giọng ngon ha. Vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không? Lời ca tiếng hát đúng không? Dạ không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao nữa. Cái đó mình không cũng em cũng chưa có giờ. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Em có ghệ đổ hôn nhân á chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. Có là... con chưa? Có đứa con, cũng 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. Lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. 10 năm nay không có mối tình nào hết? Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá. Tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Trời ơi, cũng giỏi. Trời ơi, ông cứ dùng lời ca tiếng hát. Rồi mới... Đổ lộp lộp hết chứ bộ giỡn à. Nhưng mà có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Dạ. Thôi cũng được rồi. Thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên đây 5-6 triệu rồi. Sao cưng? Đường dạ, tình duyên của mình dạ, sao mấy mối tình rồi? Dạ em cũng một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em hả? À? Dạ ở với em. Rồi. Em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa chị. Cha có chu cấp tiền? Dạ không. Hỏi đi. Trời gái. Dạ em chào anh. Bén lắm, không có giỡn. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy, chứ nghe lời em là được. Chứ nghe lời em là được. Trời ơi, phụ nữ vậy. Đàn ông nghe lời là được à, còn kệ. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc, cờ bạc á anh, với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không, à, em thường nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tưng tiêu chiều chuộng. Đúng rồi. Mà bây giờ em có mong ảnh ngoại hình là anh phải cao, da anh phải trắng? Cái đó là càng tốt, nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có trắng thể đến. Nổi đâu. Đen trắng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm lòng, quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, thấy không? Ha. Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Dễ thương hơn. Dạ. Ha. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Dạ. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn. Rồi em đi với ai em gái? Em đi với bạn thân em. Rồi chào bạn thân. Bạn thân gần khai qua nữ nhụy chưa? Dạ tháng 12 ạ. Rồi chúc mừng nha. Dạ em cũng thương Hằng lắm cho nên cho cũng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang nghén lắm. Theo như Hằng nói là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì giống như là hơi nặng á, chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó nó cảm thấy là quá bức xúc rồi. Chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng. Chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn, bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. Anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Đẹp như hoa Đồng Tháp, không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Rồi, Điệp đi với ai Điệp? Dạ em đi hai anh ruột với cháu. Lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, dạ, anh Quyền Linh anh. Và tất cả quý bà con ở trong phim trường này. Chào xin trai. Chào em. Tôi là anh rể, đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Thì Út Đẹp đúng ra tội nghiệp, cha mẹ mất sớm, mất nay khoảng 10 năm rồi. Thì một mình, tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi. Nhưng mà do cái tự lực gánh sinh, Út Đẹp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi. Thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm.
Rồi một mình rồi đi làm lên Củ Chi, lên thành phố. Trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương, tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh y như em, tôi cũng hoàn cảnh vậy. Theo tôi là tôi thống nhất. Thống nhất là ý bấm kiến là bấm. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nè, gặp cái là hát cải lương liền nha. Lên con dùng gỗ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát nha. Không, cái cảm tình nha. Vô dùng gỗ liền nha, về với anh luôn, bắt đầu. Em có món quà tặng. Em cảm ơn à. Em cảm ơn. Đúng đó. Thôi, em gửi anh món quà. Cảm ơn. Chào, hát luôn anh. Ừ, hát luôn. Bằng lòng đi em về giới quen của ruộng lúa đồng xanh cánh cò bay la la. Em hàng cây dần buông mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa mà nguyện chặt giới quan đó. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba. Bằng lòng đi em anh xin đón em về, bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Em nói trước đi anh. Em cũng rung nữa, anh nói trước đi. Nói chung mình gặp nhau đây cũng là một cái duyên. Dạ. Nói thiệt cho anh với em thì anh xuống đây làm chương trình là bị sự cố là chém chết rồi, chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt ở đây thì dạ. Thì cái chị Hồng Vân với anh Nguyễn Linh đó. Làm sao bị té xe á chị, xuống bữa xuống làm chương trình tuần rồi đó. Trời ơi, xe xuống chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi trên đây thì đó là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh cũng mắc nợ em chưa trả hết. Chứ tính là anh chết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó, anh đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Yeah. Anh sống tự lập cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được. Nó gọi là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Em có một đứa con em nuôi gì đó anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp nó cũng rất là nhiều. Ví dụ như con anh cũng là con em, yêu cầu con nó ngoan là được rồi. Thì em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì đẹp. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền, chân thật đó anh. Khi nếu mà em với anh tiến tới rồi anh định dự định tương lai như thế nào? Giống như là anh muốn sinh con thêm hay không? Rồi em hiểu, anh hiểu với em. Nhưng mà ý anh nói là giờ nếu mà mình chấp nhận thương nhau á thì giờ em cũng có cái độ vợ, anh cũng độ vợ. Trước mắt giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Thì phải làm có một đứa con chung rồi. Với anh thì em phải có một đứa con. Nhưng mà ý anh nói là phải mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Dạ. Vài ba năm dù hai đứa làm kinh tế ổn định rồi. Xong rồi kinh tế ai giữ anh? Tiền bạc chắc là giao cho vợ rồi, tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền, gọi là tiền phong thân. Dạ. Anh Linh là một ngày được phát 200.000 á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh. Ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. Lời nói chân tình anh cũng nói với em, nếu em cảm nhận gì anh thì anh cũng xin hứa anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Dạ. Rồi hết thời gian. Chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái. Em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Dạ. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành. Chỉ hơi đen chút xíu thôi. Hồi xưa anh cũng đen nhảnh gì đó. Quan trọng spa vô nó trắng thôi. Chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi. Không sao cả. Anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo Điệp. Không có rồi. Sao hết trơn á. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn. Nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia. Thôi cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ.
Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, cắt khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây, hoa của em. Mỗi người sẽ cố gắng thêm nữa, thêm nhiều động lực hơn nữa. Rất tiếc một chút nào đó, nhưng không sao. Trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cái nút dành cho bạn trai, dành cho bạn gái. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Hồng Vân, Quyền Linh xin chào tạm biệt. Điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao đó anh. Vâng. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đứa mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ, quen nhau được 2 năm ạ. Thì em thích nấu ăn và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. Em biết làm một số bánh và mứt dân gian ạ. Ví dụ như là cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãng cầu, mứt cần ruột, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, và ngày Tết thì em hay làm. Cách đây cũng phải là 5-6 năm rồi. Quen được 6 tháng thì gia đình cô đó chuyển nhà đi nơi khác. Nghĩa là 5-6 năm nay em chưa có mối tình nào hết. Dạ.